đến thăm channel của mình. Mình là Ất Củ Tỏi. Kênh YouTube của mình chuyên chia sẻ về cắt may các thể loại như quần áo trẻ em, quần áo người lớn, may túi ví và các vật dụng thiết thực khác trong gia đình. Trong chuyên mục may túi ví này, mình xin chia sẻ tiếp cho các bạn cách may một chiếc túi đeo chéo nhiều ngăn nhé. Nguyên liệu làm túi ví được cung cấp bởi chuột Grab & More. Địa chỉ shop tại số 12 ngõ 641 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tới đây thì các bạn không chỉ mua được nguyên liệu may túi mà còn được chủ shop tặng dập và hướng dẫn may miễn phí rất nhiệt tình nữa nhé. Nếu bạn nào chưa kịp mua máy khâu để may thì cũng có thể mua luôn túi ví tại cửa hàng hoặc đặt may nhé. Mẫu mã và kiểu dáng của sản phẩm tại shop rất đa dạng, phong phú và độc đáo, lại không kém phần nổi bật bởi những món đồ được làm bằng tay. Còn với những bạn ở xa thì các bạn có thể đặt mua nguyên liệu qua mạng tại địa chỉ website mayvahandmade.com. Sau đây là phần chuẩn bị nguyên liệu. Các bạn chuẩn bị cho mình một mảnh vải chính, một miếng bông bích dính, một quai đeo chéo và một chiếc khúc nam châm. Cắt miếng bông bích thân túi theo kích thước mình đã chia sẻ trên website atcutoi.com. Và các bạn cắt tiếp 4 ngăn đỡ thẻ. Và các bạn hãy cùng xem sản phẩm túi đeo chéo nhiều ngăn mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may ngay sau đây nhé. Bước đầu tiên, các bạn hãy dính bông bích vào mặt sau của mảnh vải chính. Rồi dùng kéo cắt chừa bông bích 1 cm. Đây cũng là phần chừa đường may. Rồi cắt thêm một mảnh vải chính nữa bằng với mảnh vải đã dính bông mếch vừa rồi. Cắt tiếp một miếng ngăn chia túi và một mảnh vải chính làm quai móc. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi tiếp vào phần thực hành may nhé. Các bạn áp mặt phải của hai thân túi vào nhau rồi máy cách bông mếch 2 ly như thế này. Dùng kéo bấm những đoạn đường cong để khi lộn ra mặt phải thì những đoạn cong đó sẽ không bị cộm. Ở đây mình lại cắt tiếp sát đường may một chút để lộn túi được dễ hơn.
Sau khi đã lộn thân túi ra mặt phải thì các bạn máy gập mép 4 miếng đỡ như thế này. Mỗi miếng thì các bạn máy gập vào 0,5cm và máy mí một đường. Một miếng quay túi các bạn gập làm 4, rồi máy mí 2 mép. Các bạn quan sát kỹ video mình hướng dẫn nhé. Tiếp theo các bạn đặt miếng đỡ ngăn phụ lên thân túi, dùng phấn đánh dấu hai đầu rồi dùng chiếc rạch khuy rạch đúng đoạn được đánh dấu phấn vừa rồi. Các bạn luồn 4 mảnh đỡ ngăn phụ như mình đang làm nhé. Để cố định 4 mảnh này thì các bạn máy diễu một đường xung quanh thân túi. Đường may cách mép là 0,5cm. Tiếp theo đến bước gắn cúc nam châm vào thân túi, các bạn hãy xem cách mình làm là sẽ hiểu ngay thôi. Hai mảnh làm quai móc các bạn gắn vào thân túi rồi máy chặn như thế này.
Sau đó các bạn gập mép khe hở còn lại của thân túi và máy kín lại. Ngăn chia túi thì các bạn cũng máy gập mép 0,5cm và ghép vào ngăn đỡ như thế này. Chú ý cách mình bọc vào máy ghép ngăn đỡ thẻ nhé. Việc cuối cùng các bạn chỉ cần móc quai đeo chéo là đã có thêm một chiếc túi trong tủ đồ của mình rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc xin liên hệ với mình qua nick Facebook @cutoi. Channel YouTube @cutoi_DIY. Website @cutoi.com. Và fanpage @cutoi_DIY nhé. Các bạn cũng đừng quên click vào nút subscribe của kênh để trở thành người được xem video mới nhất phát sóng hàng tuần trên kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.